Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Yeah. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Tô màu đất. Còn yêu anh còn nhóc mắt tên này. Ôi trời, hai anh kiểu mình quyết định chắc đi xem bên kia đi xem rồi. Chắc ký rồi. Anh không có gì đâu, anh còn nước mắt đêm về. Hứa không? Không còn em mà anh còn nước mắt đêm để đêm về như ngơ. Về đường phúc núi khác. Rồi. Về từ đường phúc núi khác. Nhưng mà là bố cần mua được cái tai nghe thôi. Núi cơm. Bà nó mua cho á. Qua cái thì bỏ. Em bảo nó mua cho. Mấy triệu ấy. Nó mua cái tai nghe có 200. Thế tai nghe xịn thế còn gì nữa. 200 nghe 212 tiếng mẹ có bú đó. Lỗ nghe 170. Em phải tiên thờ. Bỏ ra thêm mấy chục nữa là đủ. Nhưng mà có cái ok đẹp. Lấy ô cái đẹp cái nữa. Anh không còn yêu, anh còn nước mắt đêm đời. Ô thế. Cảm ơn các bạn, nói dưới lên bên rất là nhiều với mình. Có tiền đi chưa? Chỉ cần mong nha. 100 60 video 12 video nữa là nhóc. Đi mẹ con chán nó khó giả. Đi mẹ ra có bốn giả đi mẹ mày đùa tao à. Cho đi yêu em. Cho nó chịu xa. Mà vừa mẹ video của mình nhớ đeo để tạo cái này cho bao nhiêu giờ phải vậy sau một có cái video tao ấn nhỉ xem đấy xem nó dày đấy. Bây giờ mình đã tô màu xong. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình.
Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn. Mình làm video tất nhiên là ủng hộ. Nói thì nói bé kiểu cái gì. Đúng không các bạn? Nói chỉ bé, nói to lên cho các bạn nghe thôi. Cho các bạn nghe mát luôn. Anh ngó mai sớm một đời. Mỏi quá. Mỏi nghỉ đi. Các bạn nhỉ? 4 giờ. Còn lâu. Bao giờ nó 6 giờ? Chứ thì hơn 5 giờ đã đầu mẹ thì tiêu. Thế thì mới bảo thì cứ làm đi. Ai đây? Phúc Vũ nè. Trời ơi, thế tí mình sẽ ra về sớm. Dạ. Mẹ sớm bằng lòng nên nói rồi. Bịt mẹ Phúc nó mua 700. Thế cái đéo về 700 xịn đi làm gì thế. Thế còn đợi. Thế thì về tháng sau. Rồi. Có cái lò tháng sau. Ờ đúng rồi, tháng sau mới có tiền. Anh sẽ gửi em bao nhiêu yêu thương ý nhớ. Ngủ ngoan ý nhé. Về một nhà kèm đôi vì cùng một sợi. Chúng tôi cho một giờ khi cho tim một nhà chỉ hai ta đời thương chung một lối vui sống cho nhau một đời cầm bên trong bên đằng lòng mai không gian chẳng nên không còn yêu em cho bố mua. Rồi cho mình cần nó bây giờ. Nhai ta về một nhà. Chẳng gần mơ một giờ chung vang chung một giờ khi ai đang buồn một đời ôi vui chung vang trên một đời sống cho nhau một đời cái mây sao như đang bỏ tim ra. Em ơi đã đủ đâu mà bà ra đã 5 phút lâu quá. Vậy là mình đã tô màu xong nhé các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn đã quay.